Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ năm ngày 28 tháng 3 gồm có Trước hết là bản tin kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói với các tín hữu ở Thánh Địa, Chúng tôi không để anh chị em đơn độc. Vatican Nhân dịp lễ phục sinh, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các tín hữu công giáo ở Thánh Địa để bày tỏ tình cảm phụ tử đối với đoàn con đang sống cuộc thương khó trong thảm kịch chiến tranh. Ngài cũng cảm ơn chứng tá đức tin của họ và bảo đảm không để họ đơn độc. Mở đầu thư, Đức Thánh Cha nói rằng, từ lâu Ngài đã nghĩ về các tín hữu tại Thánh Địa và cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Những người biết rất nhiều về cuộc thương khó, nhưng vẫn còn rất ít về sự phục sinh. Ngài nói, tôi cảm thấy cần phải viết cho anh chị em để nói với anh chị em rằng tôi mang anh chị em trong trái tim tôi. Tôi gần gũi với tất cả anh chị em trong các nghi lễ khác nhau của anh chị em, các tín hữu công giáo thân yêu sống rải rác trên lãnh thổ đất thánh. Đặc biệt với những người trong những hoàn cảnh này, đang đau khổ nhất vì thảm kịch chiến tranh vô lý, với những trẻ em đang bị từ chối một tương lai, những người đang khóc lóc và đau đớn, những người cảm thấy thống khổ và hoang mang. Đức Thánh Cha cũng muốn các tín hữu tại thánh địa cảm nhận được tình cảm của tất cả người công giáo trên thế giới. Đức Thánh Cha ca ngợi chứng tá của các tín hữu tại thánh địa, những ngọn đuốc thắp sáng trong đêm, những hạt giống tốt lành trên một vùng đất bị sâu xé bởi xung đột. Ngài cảm ơn chứng tá đức tin của họ, tình bác ái giữa họ và niềm hy vọng của họ. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các vị mục tử, các tu sĩ nam nữ gần gũi với các tín hữu, mong muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và khích lệ của ngài và cầu nguyện cho họ. Đức thánh cha cầu nguyện cho và với các tín hữu. Xin Chúa là hòa bình giải thoát tâm hồn con người khỏi hận thù, khỏi bạo lực và trả thù. Chúng con nhìn Chúa và bước theo Chúa, đấng tha thứ, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin đừng để ai đánh cắp khỏi trái tim chúng con niềm hy vọng đứng dậy và trỗi dậy lần nữa cùng với Ngài. Cuối cùng, Đức thánh cha khẳng định, tôi muốn nói với anh chị em, anh chị em không đơn độc và chúng tôi sẽ không để chị em đơn độc nhưng chúng tôi sẽ luôn liên đới với anh chị em qua lời cầu nguyện và qua hoạt động bác ái tích cực hy vọng những người hành hương có thể sớm trở lại với anh chị em để ngắm nhìn vào ánh mắt của anh chị em và ôm lấy anh chị em ngài nhắc lại lời mời gọi tất cả các Kitô hữu trên thế giới bày tỏ sự hỗ trợ cụ thể của họ với các tín hữu ở thánh địa và cầu nguyện không mệt mỏi để toàn thể người dân tại thánh địa có thể được sống trong bình an. Lần đầu tiên, đức thánh cha Francisco viết các bài suy niệm cho đàn thánh giá tại Colosseo và Phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng các bài suy niệm cho buổi ngắm đàn thánh giá tại đấu trường Colosseo ở Roma vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay sẽ do chính đức thánh cha Francisco viết. Mỗi năm trong các buổi ngắm đèn thánh giá truyền thống hàng năm vào tối thứ sáu tại đấu trường Colosseo do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Các bài suy niệm được ủy thác cho các cá nhân hoặc các nhóm biên soạn. Tuy nhiên, theo thông báo của phòng báo chí tòa thánh vào ngày 26 tháng 3, năm nay Đức Thánh Cha đã quyết định tự ngài sẽ viết các bài suy niệm. Các bài suy niệm có tựa đề Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên đường thánh giá buổi ngắm đèn thánh giá truyền thống tại đấu trường Colosseo sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 15 tối thứ sáu tuần thánh. Theo phòng báo chí tòa thánh, đây là một hành động chiêm niệm và thiêng liêng với Chúa Giêsu ở trung tâm trong bối cảnh của năm cầu nguyện được Đức Thánh Cha công bố. Các bài suy niệm sẽ tập trung vào Chúa Kitô đứng bước đi trên đường thánh giá và cho phép chúng ta bước đi bên cạnh người. Tất cả đều tập trung vào những gì Chúa Giêsu cảm nghiệm trong thời gian đó và rõ ràng là nó cũng mở rộng cho chúng ta về chủ đề đau khổ. Với một tham chiếu rộng rãi nhưng gián tiếp đến các sự kiện hiện tại. Về sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong buổi ngắm đàn thánh giá, trước những lo ngại về sức khỏe của ngài cũng như thời tiết tại Roma, Phòng báo chí tòa thánh cho biết hiện tại không có thay đổi nào so với những điều đã được công bố trước đây, nghĩa là Đức Thánh Cha sẽ hiện diện trong buổi ngắm đàn thánh giá. Các bài suy niệm đàng thánh giá sẽ được phân phát vào thứ Sáu Tuần Thánh ngày 29 tháng 3, và cùng ngày đó sẽ có thêm thông tin chi tiết về những người sẽ vác thang giá dọc theo các đường phố cổ trong đấu trường Colosseo. Chắc chắn, những người vác thang giá đều được kết nối với bài suy niệm của mỗi chặng đàn thang giá. Đức Thánh Cha khích lệ các tù nhân đừng lo sợ, hãy tiến về phía chân trời. Vatican Đức Thánh Tre gửi sứ điệp video đến các tù nhân của nhà tù Quatre Camins, mời gọi họ kiên nhẫn giải quyết vấn đề của mình, vui vẻ hòa nhập vào xã hội và luôn hướng về Chúa, đấng liều mình để cứu chúng ta. Video được ghi lại trong cuộc gặp gỡ ở Vatican với Đức Hồng Y Joan Jose Omenla và được tạp chí Catalonia Cristiana công bố ngày 25 tháng 3. Có đoạn Đức Thánh Cha nói, Tôi muốn các bạn biết rằng Tôi ở gần các bạn, cầu nguyện cho các bạn, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng có một đấng sẵn sàng hy sinh tất cả, chấp nhận mạo hiểm vì tất cả. Đức thánh cha thú nhận rất xúc động khi nghe các tù nhân nói chuyện và ngài có một tình cảm đặc biệt dành cho họ. Ngài cho các tù nhân xem một cây thánh giá bằng gỗ đẹp, trên đó Chúa Giêsu đang quỳ, một tay hướng về Chúa Cha và một tay còn lại nắm lấy một người kéo lại gần thiên Chúa. Ngài nói, Cây thánh giá này cho thấy những gì Chúa đã làm cho chúng ta và mời gọi chúng ta quan tâm đến điều này. Chúa Giêsu chấp nhận mạo hiểm, đi tìm chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi vấn đề và thực tế của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng mạo hiểm, nắm lấy tay của cha, mạo hiểm để cứu chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích các tù nhân đừng lo sợ, nhưng kiên nhẫn và tiến về phía chân trời, và từ từ giải quyết vấn đề của mỗi người và vui vẻ hòa nhập vào xã hội. Cuối cùng, Ngài bảo đảm cầu nguyện cho những người đang mất tự do và xin các tù nhân cầu nguyện cho Ngài. Đức Hồng y Omenla giải thích rằng các bạn trẻ trong nhà tù đã tham gia khóa tĩnh tâm Epheta. Họ đã có thời gian gặp gỡ với Chúa Giêsu và cầu nguyện. Đức Hồng y cũng cho biết, Ngài rất ấn tượng với cây thánh giá mà Đức Thánh cha cho thấy trong video. Một hình ảnh đẹp Chúa Kitô biết chịu đựng nỗi đau của mình đến với người nghèo để mang họ về với Chúa Cha. Ngoại trưởng Tòa Thánh trả lời phỏng vấn đài truyền hình TG Uno của Ý. Vatican trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình TG Uno của Ý được phát sóng chiều tối 26 tháng 3. Đức Tổng giám mục Paul Ricket Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, nói về vụ tấn công ở Moscow, tương lai của châu Âu và thế giới chiến tranh Ukraine và Trung Đông, và cuối cùng là sự quan tâm đến công đường Kets. Trước hết, về vụ tấn công gần đây ở Moscow, Đức Tổng giám mục mô tả là khủng khiếp, điều phải khiến chúng ta suy nghĩ, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng, có những thành phần trong xã hội chỉ muốn phá hủy và làm người khác đau khổ. Theo Ngài, vụ thảm sát này có thể làm cho tình hình thế giới thêm căng thẳng, vì một quốc gia bị tổn thương như thế cũng có thể phản ứng rất mạnh mẽ như Israel đã phản ứng sau ngày 7 tháng 10. Tất cả sự bất ổn này là kết quả của việc phá vỡ một trật tự mà chúng ta nghĩ rằng đã thiết lập sau hai cuộc chiến tranh thế giới sau Chiến tranh Lạnh, nơi các quốc gia giải quyết xung đột bằng cách đàm phán và đối thoại. Ngày nay, dường như người ta không còn chú ý đến luật pháp, nhưng đúng hơn là sự thiếu tin tưởng vào các thể chế. Về Ukraine, Ngoại trưởng Tòa thánh nói. Đức Thánh Cha luôn nói rõ các cuộc chiến tranh đều kết thúc trên bàn đàm phán. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha muốn khuyến khích phía Ukraine đối thoại vì lợi ích của đất nước. Đồng thời, tôi tin rằng Tòa Thánh luôn rất rõ ràng với phía Nga, yêu cầu họ cũng gửi tín hiệu theo nghĩa này, bắt đầu bằng việc ngừng phóng tên lửa trên lãnh thổ Ukraine. Cuộc phỏng vấn tiếp tục hướng về Trung Đông. Đức Tổng Giám mục cho biết quan điểm của Tòa Thánh về giải pháp hai dân tộc, hai quốc gia cho tương lai của Israel và Palestine. Một giải pháp đòi hỏi nỗ lực và hy sinh tưởng chừng như đã bị bỏ qua. Trái lại, hiện nay cộng đồng quốc tế lại bàn luận nhiều hơn, Ngài nói. Điều này mang lại cho chúng tôi một chút hy vọng. Tòa Thánh luôn tiếp tục nhấn mạnh đến giải pháp này, nhưng đối với nhiều người, điều đó không còn được coi là khả thi nữa. Bây giờ, chúng tôi thấy những khó khăn lớn ở bờ Tây, vấn đề về tương lai của Gaza, nhưng ít nhất Mọi người hiện thấy rằng cần phải tìm kiếm một giải pháp chính trị. Ngài nói thêm, chắc chắn một trang mới sẽ mở ra với nghị quyết ngừng bắn được Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc thông qua với việc bỏ phiếu trắng của Mỹ. Đây là một thông điệp rất mạnh mẽ cho thấy chính quyền Mỹ không thể tiếp tục như cũ. Đó là sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn bất cứ hành động nào của Liên hiệp Quốc. Thực tế, nghị quyết cho thấy lập trường của đa số các nước Liên hiệp Quốc là chấm dứt chiến tranh này mang lại hòa bình, cứu những gì có thể cứu được. Trong năm 2023, có gần 5 triệu người viếng thăm đền thờ Thánh gia ở Barcelona. Barcelona. Số tín hữu hành hương và du khách đến thăm đền thờ Sagrada Familia, Thánh gia ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, một công trình được khởi công từ hơn 100 năm trước nhưng vẫn chưa hoàn thành trong năm 2023 tăng 24% so với năm 2022, đạt tổng số gần 5 triệu lượt trong một năm. Thông tin trên đã được ông STV Camps, Chủ tịch Ủy ban phụ trách việc hoàn tất xây dựng đền thờ Sagrada Familia. Kiệt tác còn gian dở của kiến trúc sư nổi tiếng Anthony Gaudi, trình bày với giới truyền thông và được bản tin tôn giáo miền Catalonia loan tin. Ông STV Camps cũng thông báo rằng Đền thờ Sagrada Familia sẽ được hoàn thành vào năm 2026, 144 năm sau khi đặt viên đá đầu tiên. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của kiến trúc sư Gaudi, ông cho biết hiện đã có sẵn các nguồn tài chính và vật chất cần thiết để hoàn thành việc xây dựng. Mặc dù ngày hoàn thành được ấn định vào năm 2026, nhưng các công việc sẽ được tiếp tục sau ngày đó. Dự kiến, công việc điêu khắc chi tiết trang trí và trên hết là cầu thang dẫn đến lối vào chính. Một chi tiết gây nhiều tranh cãi sẽ được tiếp tục cho đến năm 2034. Mặt tiền đền thờ vốn là một trong những vấn đề phức tạp và gây tranh cãi nhất về những điểm còn lại cần hoàn tất của đền thờ. Ông cam cho biết, Hội đồng thành phố đã quan tâm đến dự án và đã tiến hành thành lập các ủy ban làm việc để nghiên cứu tình hình của dự án mặt tiền. Lịch sử của đền thờ Sagrada Familia đầy những trở ngại và thử thách. Khi công việc bắt đầu vào năm 1882, một năm trước khi kiến trúc sư Gaudi tiếp quản dự án và thay đổi hoàn toàn hình thức của nó. Địa điểm này là một vùng nông thôn thoáng trống, nhưng qua nhiều năm, thành phố đã phát triển xung quanh nhà thờ. Để hoàn thiện công trình, người ta đã lên kế hoạch xây dựng một cầu thang. Để thực hiện việc này, cần phải di dời một số ngôi nhà khác và các hoạt động thương mại. Và việc này đang gây ra nhiều tranh cãi. Bất chấp một số tranh cãi, ông Camps khẳng định rằng cầu thang luôn là một phần trong kế hoạch của kiến trúc sư Gaudi. Chúng tôi đang làm theo kế hoạch của Gaudi đến từng chữ. Chúng tôi là những người kế thừa của ông ấy và chúng tôi không thể từ bỏ dự án của ông ấy. Trong thời điểm chiến tranh, đền thờ Sagrada Familia đã bị bỏ hoang và gặp khó khăn về tài chính trong nhiều thập kỷ. Đại dịch Covid cũng khiến công việc tại địa điểm này phải tạm dừng 2 năm. Bất chấp những trở ngại, đền thờ vẫn thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, đảm bảo nguồn doanh thu ổn định. Công việc hiện đang được tiến hành để hoàn thành nhà nguyện Đức Mẹ Lên Trời và tháp Chúa Giêsu Kitô cao 172,5 m sẽ biến đền thờ Sagrada Familia trở thành tòa nhà cao nhất ở Barcelona. Vào tháng 11 năm ngoái, lễ kết thúc công trình xây dựng bốn tòa tháp đã được tổ chức. Mỗi tòa tháp tượng trưng cho một trong bốn thánh sử, Matthew, Marco, Luca và Gioan. Tổng giám mục Seoul, lễ phục sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên. Seoul, trong sứ điệp phục sinh được công bố ngày 25 tháng 3, Đức Tổng giám mục Peter Chung Son Taek của Seoul nói rằng Lễ phục sinh kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mang lại hy vọng cho sự thống nhất bán đảo Triều Tiên, bất chấp sự chia rẽ cố hữu và những cuộc đối đầu đang diễn ra. Ngài kêu gọi đối thoại chân thành để có thể vượt qua xung đột và rạn nứt, thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết đối với người khác. Tổng giám mục của Seoul muốn các nhà lãnh đạo chính trị gánh vác một nhiệm vụ sâu sắc trong việc định hướng quỹ đạo của các quốc gia theo hướng phát triển và hạnh phúc chung của người dân và đạt phúc lợi của người dân lên trên các chương trình nghị sự mang tính đảng phái. Là công dân của một xã hội chủ nghĩa, người dân Hàn Quốc được kêu gọi thực hiện sự phân định sáng suốt trong quá trình bầu cử sắp tới, bầu ra những nhà lãnh đạo tận tâm phục vụ lợi ích của nhân dân một cách rõ ràng. Ngài nói rằng, các Kitô hữu, những người tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, nên kiên định bám lấy niềm hy vọng, không nao núng ngay cả khi đối mặt với những thách thức ghê gớm nhất của cuộc sống. Đức Tổng Giám mục Peter Chung hy vọng rằng sự phục sinh sẽ nâng đỡ tất cả những người đang vật lộn với khó khăn, đặc biệt là những anh chị em của chúng ta ở miền Bắc. Trong sứ điệp phục sinh, Ngài cũng lưu ý rằng người Hàn Quốc hiện đang có tuổi thọ dài hơn và họ nên chuyển sang cam kết đón nhận sự sống một cách trọn vẹn, ngay cả khi trải qua những thử thách của nghịch cảnh, thất bại, bệnh tật, chia ly và sự xói mòn của tình yêu. Theo thống kê chính thức, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hàn Quốc là khoảng 86 tuổi và nam giới là 81. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng. Kính thư quý tín giả dạ. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tuần thánh ngày 27 tháng 3, dựa trên hình ảnh và thái độ của Chúa Giêsu trong trình thuật cuộc thương khó mà chúng ta đã nghe trong Chúa Nhật lễ lá, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về đức nhẫn nại. Ngài nói rằng Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt vời nhất của việc sống đức tính này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự nhẫn nại của Chúa Giêsu không hề tại ở việc kiên trì chịu đựng đau khổ, nhưng là hoa trái tình yêu của người, Thánh Phaolô cũng liên kết sự nhẫn nại với tình yêu của Thiên Chúa, đấng chậm giận và mau lấy điều thiện đáp lại sự ác. Do đó, sự kiên nhẫn và chịu đựng của người Kitô hữu là chứng tá thuyết phục nhất về tình yêu của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong tuần thánh này hãy cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để noi gương Chúa Kitô trong sự kiên nhẫn và tình yêu thương xót của người, đấng tha thứ mọi lỗi lầm và tỏ lòng thương xót ngay cả với kẻ thù của người. Buổi tiếp kiến bắt đầu với việc Đức thánh cha làm dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Sau đó, cộng đoàn cùng nghe đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không nóng giận, không nuôi hận thù. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Và Đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Cari fratelli e sorelle Buongiorno. Anh chị em thân mến chào anh chị em. Domenica scorsa, abbiamo ascoltato il racconto della passione del Signore, alle sofferenze. Chú nhật vừa qua chúng ta đã nghe trình thuộc về cuộc thương khó của Chúa. Chúa giêsu đáp lại những đau khổ người phải chịu bằng một nhân đức rất quan trọng, mặc dù không có nằm trong số những nhân đức truyền thống, đó là sự kiên nhẫn. Tính kiên nhẫn nói lên sự nhẫn nhục trước những điều mà mình phải chịu đựng. Không phải ngẫu nhiên mà từ kiên nhẫn có cùng gốc với từ say mê, cuộc thương khó. Và chính trong cuộc thương khó, chúng ta nhận thấy rõ ràng sự kiên nhẫn của Chúa Kitô khi người chấp nhận bị bắt, bị vả vào mặt, bị kết án một cách bất công với sự hiền lành và nhu mì. Người không phản kháng trước phi tô người chịu đựng những lời lăng mạ, sự khạc nhổ và đánh đập của quân lính. Người vác lấy gánh nặng của thập giá, người tha thứ cho những ai đóng đinh người vào thanh gỗ và trên thánh giá, người không đáp lại những lời khiêu khích nhưng tỏ lòng thương xót. Tất cả những điều này cho chúng ta biết rằng sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu không phải là sự kiên cường chịu đựng đau khổ, nhưng là hoa trái của một tình yêu lớn lao hơn. Trong thánh thi được gọi là bài ca đức ái, thánh Phaolô tông đồ đã liên kết chặt chẽ tình yêu và sự kiên nhẫn. Thực ra khi mô tả phẩm chất đầu tiên của Đức Ái, Ngài dùng một từ được dịch là rồng lượng, kiên nhẫn. Từ này diễn tả một khái niệm gây ngạc nhiên, thường được nhắc lại trong Kinh Thánh, đó là trước sự bất trung của chúng ta, Thiên Chúa tỏ ra trầm giận. Thay vì tỏ ra ghê tởm trước sự ác và tội lỗi của con người, Người cho thấy người cao cả hơn, luôn sẵn sàng bắt đầu lại mọi lúc với lòng kiên nhẫn vô hạn. Đối với Thánh Phao Lô, đây là đặc điểm đầu tiên của tình yêu thiên chúa đấng đối diện với tội lỗi thì ban sự tha thứ nhưng không chỉ vậy nó là đặc điểm đầu tiên của mọi tình yêu cao cả biết đáp trả sự giữ bằng điều thiện không khép mình trong sự giận dữ và chán nản nhưng kiên trì và cố gắng lại vì vậy gốc rễ của sự kiên nhẫn là tình yêu như thánh augustino đã nói người nào càng có sức chịu đựng mọi sự giữ thì tình yêu của thiên chúa nơi người ấy càng lớn lao khi đó chúng ta có thể nói rằng không có chứng tá nào tốt hơn về tình yêu của Chúa Giêsu hơn là gặp gỡ một tô hữu kiên nhẫn. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ đến bao nhiêu người cha, người mẹ, công nhân, bác sĩ và y tá, người bệnh, những người mà mỗi ngày trong âm thầm họ tô đẹp thế giới bằng sự kiên nhẫn thánh thiện. Như Kinh Thánh đã nói, người chậm giận thì hơn trang hào kiệt. Tuy nhiên phải thành thật mà nói, chúng ta thường thiếu kiên nhẫn chúng ta cần nó như một vitamin thiết yếu để tiến bước. Nhưng theo bản năng, chúng ta lại trở nên thiếu kiên nhẫn và lấy sự ác đáp lại cái ác. Chúng ta khó có thể bình tĩnh để kiềm chế bản năng, kiềm chế những phản ứng xấu, xoa dịu những tranh cãi và mâu thuẫn trong gia đình, trong công việc, trong cộng đoàn Kitô. Chúng ta đáp trả ngay lập tức, không có khả năng kiên nhẫn. Tuy vậy, chúng ta hãy nhớ rằng, kiên nhẫn không chỉ là một điều cần thiết mà còn là một lời kêu gọi. Nếu Chúa Kitô kiên nhẫn, thì người Tô hữu cũng được mời gọi kiên nhẫn. Và điều này đòi hỏi chúng ta phải đi ngược với não trạng phổ biến ngày nay, bị thống trị bởi sự vội vàng và ước muốn về mọi thứ ngay lập tức. Trong đó, thay vì chờ đợi cho tình huống chín mùi, thì mọi người lại bị thúc đẩy với mong muốn rằng chúng ta sẽ thay đổi ngay lập tức. Chúng ta đừng quên rằng sự vội vàng và thiếu kiên nhẫn là kẻ thù của đời sống thiêng liêng. Thiên Chúa là tình yêu và ai yêu thương thì không mệt mỏi, không cáo kỉnh, không đưa ra tối hậu thư nhưng biết chờ đợi. Chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện về người cha nhân hậu, người chờ đợi đứa con đã bỏ nhà ra đi. Ông kiên nhẫn chịu đựng, chỉ nôn nóng ôm lấy con ngay khi con trở về. Hoặc dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng, với người chủ không vội tiêu diệt sự ác trước thời điểm của nó để không sự gì bị hư mất. Sự kiên nhẫn cứu tất cả chúng ta nhưng làm thế nào để chúng ta tăng thêm tính kiên nhẫn? Đức Thánh Cha trả lời, như Thánh Phaolô Lô dạy, vì là hoa trái của Chúa Thánh Thần, đức tính đó phải được cầu xin với chính Thánh Thần của Chúa Kitô, người ban cho chúng ta sức mạnh dịu hiền của sự kiên nhẫn, bởi vì đặc tính của nhân đức Kitô giáo là không chỉ làm điều tốt mà còn có khả năng chịu đựng sự dữ. Đặc biệt trong những ngày này, thật tốt cho chúng ta khi chiêm ngắm thánh giá để thấm nhuận sự kiên nhẫn của người, cũng có một cách thực hành tốt khác là dân những người làm phiền chúng ta nhất cho người xin ơn thực hành cử chỉ của lòng thương xót đối với họ là điều rất nổi tiếng nhưng lại bị lơ là. Kiên nhẫn chịu đựng những người gây phiền nhiễu thật không dễ. Chúng ta bắt đầu bằng việc xin biết nhìn họ với lòng trắc ẩn, với cái nhìn của Thiên Chúa, biết cách phân biệt những khuôn mặt của họ với các lỗi lầm của họ cuối cùng để trao dồi tính kiên nhẫn, một nhân đức mang lại hơi thở cho cuộc sống, thật tốt khi mở rộng tầm nhìn của mình. Ví dụ, bằng cách không thu hẹp phạm vi thế giới vào những rắc rối, những vấn đề của chúng ta, như gương Chúa Kitô mời gọi chúng ta thực hiện. Chứ gì bạn nhớ đến những thống khổ lớn lao của người khác, để bạn có thể dễ dàng chịu đựng những đau khổ nhỏ bé của chính mình. Và nhớ rằng, đối với Thiên Chúa, không có điều gì, dù nhỏ đến đâu, được chịu đựng vì tình yêu Thiên Chúa, lại không được Thiên Chúa khen thưởng. Và một lần nữa, khi chúng ta cảm thấy bị thử thách, như ông Gióp dạy, thật tốt khi mở lòng mình với niềm hy vọng vào sự mới mẻ của Thiên Chúa, với niềm tin tưởng chắc chắn rằng người sẽ không để những mong đợi của chúng ta bị thất vọng. Kiên nhẫn là biết chịu đựng điều xấu. Và Đức Thánh Cha chia sẻ thêm. Ở đây hôm nay, trong buổi tiếp kiến chung này, có hai người, hai người cha, một người Israel và một người Ả Rập. Cả hai đều mất con gái của họ trong cuộc chiến này, và cả hai là bạn bè. Họ không nhìn vào sự thù địch của chiến tranh, mà họ nhìn vào tình bạn của hai người quý mến nhau và chịu cùng cảnh đóng đinh. Chúng ta hãy nghĩ đến chứng tá rất đẹp này của hai người đã phải chịu đau khổ mất con trong cuộc chiến ở Thánh Địa. Anh em thân mến, Cảm ơn vì chứng tá hát của anh em Cari fratelli, grazie per la vostra testimonianza. Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha Và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người Amen. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Christus, Giêsu Kitô.